Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu là cái phương pháp là cạo miền nhỏ áp khí. Miền nhỏ áp khí thì mình sẽ chỉ cạo một cái vùng da cây mà tầm khoảng 1/8 hoặc là 1/8 đến 1/6 ép, hoặc là cây mà già hoặc là như thế nào mình có thể cạo 1/4 là hết cỡ. Nhưng những cây nhỏ này thì mình cạo ở cái mức là từ 1/6 đến 1/8 thôi. Thì cái phương và phải cạo theo cái phương pháp là cạo 3 lát để cho nó điều hòa cái lượng mủ trong 3 lần lấy. Thì khi cao su á, nếu mà mình cạo lần đầu quá mà nó mất mủ nhiều quá thì nó sẽ không đủ cái sản lượng mủ, cái lượng mủ trong cây để nó tái sản xuất cái lượng mủ cho lần sau. Thì điều đó nó dẫn tới là lần sau cái lượng mủ nó sẽ giảm và độ nó sẽ giảm, và đồng thời cái sức cây nó sẽ giảm luôn. Nếu mà mình cứ áp khí tiếp tục mình lấy thì cái sản lượng nó cứ giảm hoài đến khi mà nó cây nó chuyển qua cái tình trạng là đông mủ rất nhanh đó. Thì để tránh cái tình trạng đó và để sản lượng ổn định trong 3 lần lấy, để mình khi mà cái lượng cây nó mất một cái lượng mủ ổn định thì nó sẽ từ từ nó tăng cái lượng mủ lên cho mình, nó sẽ quen với cái sự mất mủ đó. Thì và kết hợp với cạo nhỏ thì cái sức cây nó không bị tổn thương nhiều, thì nó có khả năng tạo cái lượng mủ nhiều hơn là so với mình cạo 1/2 thân cây. Còn đối với phương pháp cạo miền nhỏ thì có một cái phương pháp tối ưu, đó là cạo 3 lát. Thì lát đầu tiên mình cạo tầm khoảng từ khoảng 3 cm, tầm khoảng 1 ly. Lát thứ hai mình cạo từ ở trên đây mình cạo xuống tầm khoảng 1 ly rưỡi, và mình sẽ cạo nhẹ qua đây tầm khoảng nửa ly ở cái lần cạo thứ nhất. Và thứ ba thì mình cạo lên tầm khoảng 2 ly, và mình cạo nhẹ lên ở nửa ly của lần 1 ly của lần vết cạo lần thứ hai và nửa ly của vết cạo lần thứ nhất. Thì cạo như vậy thì cái lượng mủ đầu tiên với lượng mủ 2 và lượng mủ 3 nó sẽ bằng nhau. Thì đầu tiên thì cái khí nó vô nhiều nhất, tại lúc đó mình nó đang có nhiều khí, thì mình cạo miền nhỏ thì nó không ra quá nhiều. Cái lần hai thì khí nó giảm xuống bớt một ít, thì mình cạo ở đây và mình cạo nhẹ bên đây thì nó lượng mủ nó cộng lại từ đây với đây thì nó sẽ ra một tương đối với lần thứ nhất, và lần thứ ba cũng tương tự như vậy. Thì mình làm vậy thì cái lượng mủ cái cây nó sẽ mất đều giống như một người đi hiến máu vậy. Thì nếu mà anh hiến đùng cái anh hiến 300 ml hoặc là 500 ml mà anh chưa bao giờ hiến bao giờ thì anh sẽ bị mất sức, bị mệt mỏi, và sau đó là anh phải nghỉ cả tháng anh mới hiến được máu lại được. Còn nếu một người mà họ hiến đều đặn thì họ cứ tăng lượng hiến lên từ từ, và cơ thể họ quen với việc đó thì nó bình thường. Thì cây cao su nó cũng giống vậy, mất mủ nó cũng giống vậy. Thì mình làm sao để cho là khai thác được cái khả năng tạo mủ tối đa của cây cao su, mà nó đảm bảo được cái sức khỏe của nó, phục hồi lượng mủ cho lượng hai, bằng cách là mình theo dõi cái độ của nó. Nếu độ của nó anh thấy là qua lần áp khí thứ hai anh lấy mà anh thấy cái độ nó giảm thì là anh biết là cái khả năng tạo mủ của nó, cái sức của nó hơi quá, nên nếu bị vậy thì anh giảm cái lượng khí. Hoặc là nếu mà lượng mủ cái lần cạo đầu tiên đó mà qua nhiều quá, một mủ quá, anh có thể là giảm lại cái hạn, như là thay vì anh cạo 3 phân thì anh có thể cạo xuống 2 phân rưỡi. Có nghĩa cái độ dài của mỗi lần của mỗi giác cạo á, anh có thể điều tiết của nó để sao cho phù hợp. Kinh nghiệm của anh có nghĩa là sao cho phù hợp 3 lần lấy mủ nó ra cái lượng mủ bằng nhau. Đó là cái đó cái kinh nghiệm của mình khi mà cạo 3 nhát. Có nghĩa cái độ dài của mình cạo đó là tùy mình trong quá trình mình làm đó mà mình tìm ra được là cái tối ưu nhất là độ dài của mỗi lát cạo là bao nhiêu. Còn trong tài liệu của mình á thì mình sẽ là ở cái mức là tương đối chuẩn, nhưng mà thực tế thì sẽ là theo mình thực tế là kết hợp hai cái với nhau. Thì đây là lần áp khí đầu tiên là nó cho lượng mủ như đây. Các cây khác đây là chú đổi rồi, lấy cây kia chút hết rồi. Cây thứ hai, cây này là áp khí rồi nhưng mà sai tại thanh lý từ bên kia qua, còn cây này là mới có bấm miệng tiền thôi. Thôi bỏ lại không cạo nữa, mình nói được như thế thì mới bấm miệng tiền thôi. chưa có cạo miếng nào, chưa cạo miếng nào rồi. Chỉ mới vừa bấm vô, có nghĩa là cái vườn này là anh là định thanh lý, là tại vì người ta anh lấy nên người ta giải tỏa đúng không anh, ta giải tỏa làm đường dây điện nên thanh lý ở đây là không phải là theo cái lối nghĩa thông thường là lấy càng nhiều mủ càng tốt, đúng rồi. Điều đó không tốt, nó không có mang tính chất lâu dài. Có nghĩa là nếu mà anh làm cái đó cứ lượng mủ nó xuống như hoài là có nghĩa là anh không hiệu quả. Càng ngày càng đúng rồi. Còn thanh lý ở đây là mình lấy lượng mủ tối đa mà cây có thể sản xuất được cho mình.
đó, rồi sau đó là nó sẽ đạt đến cái mức đỉnh của nó. Thì càng đến khi đỉnh, đến khi mà đến tháng cuối cùng mà thanh lý thì anh có thể là anh bơm khí nhiều lên để anh đạt đỉnh, đến cái lúc đó trong thời khoảng là tầm khoảng 2-3 tuần thôi, 2-3 tuần cuối cùng á. À, còn 2-3 tuần cuối cùng đúng là bắt đầu mình ép khí nhiều lên, ép nhiều lên nặng tay, đúng rồi, chứ khoảng 2-3 tuần, có thể là 2 tuần cuối cùng thôi. Rồi cái thời gian dài mà mình, khi mà mình ép mình lấy sớm thì cái thời gian sau nó sẽ đúng bị giảm, đúng rồi, thì nó lại mình ép quả không lên nữa. Thì chỉ là tăng khí cấp 2 tuần trước khi cưa cây à. Cái này thì tầm khoảng 2 tháng nữa cưa cây thì mình cứ làm bình thường, chừng nào còn 2 tuần cuối cùng là cũng là như ép. Ủa còn 2 tháng mà nhanh chứ à? Còn khoảng 2 tháng mà 2 tháng người ta chặt cây hay là người ta bỏ không gì? 2 tháng nữa có nghĩa là người ta đã hoàn thành cái đường dây điện đó, 2 tháng nữa là sẽ hoàn tất cái việc của người ta đó. Còn hiện tại thì mình chưa ký hợp đồng, mình chưa có thỏa thuận được giá, người ta đưa giá ra nhưng mà mình chưa đồng ý. Rồi, ok, vậy là cái này anh có vấn đề gì cần hỏi không? Cần hỏi được không? Cái này nên cạo úp lên thì nó đỡ, nó tốt cho cái vết thương, tại vì nó miệng này thì nó dễ bị hư, còn miệng này thì nó nước mưa nó không bị dính ở trên cái mũ chưa. Còn từ đây về trong kia cũng đang làm như vậy. Vậy em có hỏi là cái miệng gốc, đặt cái dụ gốc bên đây là cạo đã nhiều năm, bên đây cũng đã cạo gì, giờ mình cạo truyền thống thì giờ mình cạo vậy là bình thường. Kiểu như bên này nó họ đã bỏ đã 5-6 năm là mình áp dưới này được không? Khi mùa nắng á, tận dụng vào mùa nắng. Nếu mà cái hạn như là cái này nó mình kiểm tra tuyến mũ của nó, nó tuyến mũ của nó ok bình thường thì mình có thể làm được bình thường. Tuyến mũ thì vẫn bình thường. Thì là vẫn. Tại vì hiện tại là tôi đang tính năm nay tôi còn miếng gốc này nhiều nè. Đó, tôi đang định thả để cạo tận dụng cái miếng gốc này. Có nghĩa là miếng gốc này anh sẽ làm như thế này, anh cũng xả như thế này cũng và anh xả ngắn rồi nè. Là anh cứ tiếp tục làm này, nếu mà không đạt anh sẽ chuyển đưa lên. Tại vì lúc đó thì tùy vào cái thông mũ từ dưới, nó nếu mà nó nhiều hơn ở dưới gốc cây lên đó, thì mình sẽ cạo khai thác ngược lên, cạo ngược lên. Còn nếu mà đạt mũ thì mình cứ khai thác ngược xuống. Cái tiếng mũ thì bình thường rồi, cái lượng mũ này cũng ok luôn, okay, là nó bình thường như ok thì chắc chắn nó sẽ đạt. Mình đóng nắp giáp ở đây, một là anh đóng bên hông cái này. Không, đóng bên này và cạo bên này, đúng rồi, nhưng mà anh phải đảm bảo làm sao cho cái nắp chóp nó lúc nào cũng ở dưới cái đường cạo. Có nghĩa là chẳng hạn như anh làm một tháng anh mới về, thường là cạo hay là đến tháng rưỡi 2 tháng mới về, thì anh căn cứ vào cái độ dài của dăm á, thì anh làm sao cho cái nắp chóp nó khi mà đến cuối cái cùng của tháng đó thì nó cái đường cạo nó vẫn nằm trên cái nắp chóp, chứ đừng nằm dưới cái nắp chóp. Ở dùng một tháng là mình cạo 10 phân thì phải đóng này 12 phân, đúng rồi, là 11 phân, 11-12 phân, khi mà nó gần tới nắp chớp là tới thời điểm là mình về nắp chớp đi, đúng rồi, làm sao mình về đi rồi mình cạo gần tới rồi sẽ có đường về tiếp, đúng rồi, làm sao cho cái nắp chớp nó phải ở dưới cái đường cạo của mình, nó đến cái đường cạo cuối cùng khi mà mình di chuyển cái nắp chớp xuống. Ở trên cũng tương tự vậy, ở trên thì đi ngược trở lên lại, ở trên thì nắp chớp lúc nào cũng nằm trên, đúng rồi, thì nó mới huy động được cái mũ dưới, nó nằm dưới thì cái hàng quýt được cạo trên đây thì nó sao nó huy động được cái khung này được. Thì nó làm giảm cái độ sánh của mũ thì nó sẽ tạo áp suất tối đa, còn nếu mà nằm dưới đây thì nằm ở trên đây thì nó không tới. Ok, còn câu hỏi nào đó thì được. Okay. Xin chào mọi người.